oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Giao đồ hả? Giao đây. Con ơi, đưa đây. Bác còn nói bác nghe. Đưa đây. Cứ đưa cái áo đó cho bác. Con nói bác nghe, cái áo này nó đẹp. Biết rồi, đưa đây tao mới thấy được chứ. Đưa đây cho bác. Con xin lỗi bác. Thưa bác, con đi ngoài đường là con mệt lắm rồi. Con vô đây bác đừng làm con mệt thêm nha bác. Làm ơn bác ngồi yên ít phút tại đây cho con nha. Thí dụ mà bác có dư năng lượng, bác làm ơn bác vô trong lấy cho con một ly nước. Ok. Bác đi đâu vậy? Ly nước. Ngồi ở đây. Đồng tiền này có phải của bác. Được rồi, bây giờ chị cứ ngồi đây đi. Để đó tôi đi lấy nước cho. Tiền bạc này cất đi. Đó thấy chưa, đó là không phải là công việc của bác. Công việc của người ta. Bác còn nghe gì nè. Cái chuyện này ở ngay cái chỗ của tiệm mai con làm luôn. Sáng nay mới nhận một cái con sen vô mà nó ăn cơm hớt quá. Ông chủ của con đuổi. Đây. Rồi. Dạ, cảm ơn bác. Con nói với bác nha, chủ là chủ mà tớ là tớ, không bao giờ được ngồi ngang hàng với nhau. Bác làm gì vậy? Sao tự nhiên bác ngồi đây vậy? Thì cậu nói rồi, chủ là chủ, tớ là tớ. Con đâu có nói bác, con nói bác kia kìa. Tôi trân trọng giới thiệu cho cậu biết, tôi chính hiệu Oxin. Oxin? Đây mới là bà chủ đây nè. Bác ơi, sao mà con cười ròn giụm vậy con? Trời ơi, con bước vô con thấy mặt bác sáng, phúc hậu, quý bà, phù nhân, chứ không thể đi đâu hết. Đây, bộ đồ này là đẹp nhất nha bác. Con nói bác nghe, bộ đồ này đẹp lắm. Bác mặc vô là chỉ có duy nhất phù nhân thôi đó. Ủa, sao tự nhiên con hèn hạ ngang ngược vậy? Dạ bác ơi, người làm không thể ngồi chung với chủ, như hồi nãy con đã nói. Con đâu phải người làm của bác, bả mới là người làm của bác. Con là người giao hàng thôi. Mà sao tự nhiên bên đây bà làm màu dữ vậy bà nội? Bà trở lại như bình thường mọi ngày của bà đi. Có bao giờ tôi bắt bà ngồi trên bệt dưới đất không? Tự nó nói người làm không được ngồi ngang hàng với bà chủ. Trời đất ơi, nó nói bà nghe chứ tôi nói bà đâu có nghe đúng không? Bác đã ngồi rồi, có con có được ngồi không bác? Tùy con thôi à. Đây, salon để con nằm ra đây, con phơi nắng cũng được. Con nói thiệt với bác là con là sinh viên nghèo hiếu học, con đi làm thêm nhiều lắm để nuôi cái đam mê của con. Bác tha cho con nha bác. Bác nhìn con là bác biết con không có chuyên nghiệp rồi, thực sự mà nói. Nhưng mà bác thương mấy đứa sinh viên lắm. Con ngồi đi, con ngồi lên dạ, đó. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ. Để bữa nào rảnh đi, bác sẽ chỉ cho con biết á, thế nào là tâm phải sáng, thế nào là tâm phải tịnh. Đó, con nhìn cái bộ đồ này mà con lộn ra chủ được là bác thấy con cũng hay lắm luôn rồi đó, chứ không phải vừa. Lần sau con bỏ cái vụ mà thượng đội hạ đạp đi nha. Dạ. Cho dù á bác có là người làm đi chăng nữa, bả có là chủ thiệt đi chăng nữa, con cũng được quyền thượng đội hạ đạp vậy. Bác là người lớn mà, bác đẻ ra một lượt 8 đứa như con được mà. Đúng không? Dạ, đúng. Đúng rồi đó bà chủ. Tôi cũng không thích cái tính của cái cậu này. Cái tính gì mà thượng đội hạ đạp à. Làm như vậy là tôi thấy không có được rồi đó nha. Kiểu này á nha bà chủ, nói thiệt, trước sau cũng bị sa thải giống như cái cô nhỏ hồi sáng cho mà coi. Chắc tôi là tôi cũng thích cái tật mạng cơm hớt đó nghe. Ừ, tôi không có thích vậy nha. Như người ta từ đầu ta nói liền đi, cái bà đó mới là bà chủ. Không, chờ đợi cho nó nói một hồi cho sung sướng cái cảm giác đó, rồi bắt đầu mới thú nhận là mình là người làm. Rồi thôi con yên tâm đi ha. Dạ. Bây giờ bác đưa tiền cho con nghe. Dạ. Coi như là bác tặng cho con 50, hiểu không? Thay vì bác nói chữ cho, không, bác tặng cho con. Đó, cái đối nhân xử thế trên đời là gì. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ. Con bác con đi. Ừ. Con đi. Đó, rồi bà không ra, bà mở cửa cho con tự mở rồi con sập vô là được nha con. Tự đi. Bực bội lần này quá.
bà đó, tôi nói thiệt á, làm như tôi biết á là cuộc đời này, cái kiếp này á, tôi sẽ nhận bà vô ở đợ cho tôi hay sao á, cho nên tôi làm sẵn cái cửa. Cái cửa không cần gài chốt á, hiểu không? Người ta vô, người ta đập vô một cái á, là đóng. Chứ mà sao khách khứa lên, không lẽ giờ tôi ra tôi để ý nha. Thường xuyên là cái người mở cửa là tôi đó, cái người đóng cửa cũng là tôi không đó. Không phải, tự bà chủ biết sao em ghét cái thằng này. Thượng đội hạ đạp, nó làm thấy lố à. Thôi, làm ơn, đừng có nói người ta. Nói người hôm trước, hôm sau người ta nói ngược lại mình nha. Rồi bây giờ nè, tôi với bà còn điều gì để nói chuyện với nhau không? Em với bà chủ đâu còn gì để nói đâu. Hết luôn rồi hả? Có thiếu đủ gì nhau gì không? Theo suy nghĩ của em thì cũng không thấy còn gì nữa. Là quề luôn rồi đó phải không? Quề hết rồi đó. Coi như là lương tháng này là tôi đưa chị rồi, chị đứng lên tôi nói chị nghe nè. Cái lương bổng tháng này tôi thanh toán chị xong phẳng rồi ha. Dạ đúng. Rảnh tối ký sổ nha, chứ bà hay quên lắm. Ủa? Đúng không? Quên ký sổ giùm tôi. Còn chuyện này nữa nè, tôi khẳng định với bà Tâm bà chưa có tịnh. Sao vậy bà chủ? Cái tiền đồ nãy tôi đưa cho bà rồi, nhưng bà không có đưa cho thằng đó. Mà tiền là của tôi đưa. Sorry Quỳnh, buổi tới trễ. Tới trễ mà mạnh miệng quá ha. Nè, lần sau á muội mà hẹn Quỳnh á, Quỳnh có tới trễ đừng có ở đó mà đợi. Thôi mà, xin lỗi rồi, giận hoài. Thôi được rồi, về muội khao được chưa? Ba Quỳnh chờ ăn sáng đi. Vậy? Nãy giờ đợi muội tới đói meo rồi nè, uống mỗi ly nước thì sắp hết rồi. Ăn sáng hả? Tưởng chuyện gì, ăn sáng chuyện nhỏ. Muội cũng chưa ăn mà. Kêu kêu đi, kêu đồ ăn đi. Anh ơi. Lời nói đầu tiên cho quán chúng tôi xin cảm ơn tới hai quý khách. Anh chủ quán hả? Dạ không, em phục vụ. Trời ơi, phục vụ sao lịch sự quá vậy? À dạ, cái này là tại vì em mặc đồ ở trường á, em đi học ở trường về xong em qua đây em làm thêm. Ủa vậy hả? Ủa anh học nghề gì? Em làm diễn viên luôn á. Ủa? Anh làm diễn viên hả? Diễn viên. Ê, anh đang muốn làm diễn viên nè. Ủa vậy hả? Ê, lấy ghế ngồi. Ủa quản lý ở đâu rồi ta? Anh chị muốn dùng gì vậy? Cho tôi một phần sandwich không rau. Em là sandwich có rau, với ly cam ép. Ê thôi ngồi chơi đi, để em đi làm cho. Ờ, nói dạ. Chuyện đi, nói chuyện đi. Gì vậy trời? Muội hả? Làm gì hẹn Quynh tới sớm vậy? Hôm nay muội không đi học hả? Không, hôm nay muội cúp. Muội muốn đi shopping. Vậy mà muội nói với Quynh là chuyện quan trọng là Quynh phải cúp học, muội biết không? Nhưng mà không phải shopping cho muội, shopping cho anh hai của muội. Ủa, mua đồ cho anh hai muội, muội đi mà mua liên quan gì đến Quynh đâu? Thì tại vì muội không biết nên mới nhờ đến Quynh. Vì anh hai muội là đàn ông mà. Trời đất ơi nhỏ này, đừng nói giờ muội xem Quynh là đàn ông rồi đó nha. À, không phải, không phải. Ý của muội nói là Quynh rành đàn ông hơn muội. Rồi anh tới rồi. Rồi anh tới rồi, anh tới. Đó. Đây. Có rau đúng không anh? Đây, cái này là có rau của anh, bé này. Dạ. À, nước cam của bé này. À, còn cái này không rau. À, của đây. Đây, trà đá. Cảm ơn anh nha. À, không có gì, anh đi. Chúc hai anh chị ngon miệng. Nhìn hai anh chị đúng là hạnh phúc. Đúng là một cái cặp đôi. Nè ông anh, ông vừa gọi tôi là gì vậy? Em chỉ nói là chúc hai anh, hai người ngon miệng. Không phải là câu này, anh nói nguyên văn lại câu hồi nãy cho tôi nghe. Chúc hai anh chị ngon miệng. Nhìn hai người thật là hạnh phúc. Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi. Đây là chị bạn của tôi, không phải đàn ông đâu. Ủa thì ra là Omo hả? Xin lỗi. Chúc hai người ngon miệng, hai chị ngon miệng. Ủa, ăn đi ngon lắm. Chúc mừng anh. Chưa gì thấy không có ngon miệng rồi. Oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.